Xin chào các bạn, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái mã QR Wi-Fi dùng để kết nối Wi-Fi không cần phải nhập password. Thì ở đây ví dụ như cái cục Wi-Fi của mình thì mình có hai cái sóng thì mình tạo ra hai cái mã. Còn nếu như nhà bạn nào chỉ có một cái tên duy nhất thôi, ví dụ nhà riêng chỉ có một cái tên duy nhất thôi, chỉ cần làm một cái là được rồi. Ở đây thì mình trang trí lên Photoshop theo cái form mẫu này mình thiết kế vậy thì tại theo cái sở thích cá nhân thôi. Còn nếu như bạn nào cảm thấy thích cái này thì mình sẽ đưa cái link để các bạn tải cái file BSD này để các bạn về chỉnh sửa trên Photoshop cũng được. Còn nếu như các bạn nào mà không có máy tính, hoặc làm trên điện thoại thì các bạn chỉ cần vào Google, các bạn gõ tạo QR Wi-Fi thì nó ra rất là nhiều trang. Ở đây mình có khá là nhiều trang tạo. Đối với những cái bạn mà làm trên điện thoại á thì mình gợi ý các bạn là vào cái trang là 9qrcode.com này ha. Điện thoại hoặc là máy tính đều được. Các bạn chọn vào cái mục là Wi-Fi ha. Cái chỗ phần SSID nè là cái tên Wi-Fi đó, thì các bạn phải nhập đúng cái tên Wi-Fi nhà mình. Đúng nha, đúng từng câu từng chữ, phân biệt chữ hoa chữ thường nha. Mình làm ví dụ đây, của bạn mình nó mới hỏi mình đây là nha khoa tính Việt đi, ví dụ vậy đi. Rồi, cái phần loại mạng này á thì đa số là Wi-Fi đặt mật khẩu về cái chuẩn là WPA2 BSK, thì ở đây nó có WPA2, các bạn chọn đây. Rồi cái phần mật khẩu này á thì mình gõ lại đúng cái mật khẩu của cái Wi-Fi nhà mình. Mình nói ví dụ mật khẩu Wi-Fi là 123456 78, thường là mật khẩu phải ít nhất là 8 ký tự. Cái đây mình làm ví dụ thôi nha. Rồi, cái phần ẩn này á là cái tùy chọn là cái tên Wi-Fi bạn có đang bị ẩn đi không. Có một số người ta cao tay á, người ta chống hack Wi-Fi á, người ta vô cái phần router người ta ẩn cái tên mạng đi, thì những cái thiết bị nào đã kết nối rồi á thì vẫn kết nối được, còn những thiết bị mới á thì phải nhập thủ công chứ không nó không có quét được ra danh sách Wi-Fi giống như những cái Wi-Fi bình thường. Thì cái tính năng ẩn này á là phụ thuộc vào cái Wi-Fi mình có đang ẩn hay không. Nếu Wi-Fi mình không ẩn á, thì khỏi tích vào, còn nếu Wi-Fi mình có ẩn á, thì mình nên tích vào chỗ này. Rồi, cái phần khu vực phía dưới này á là cho các bạn sáng tạo nè. Nếu không các bạn ở đây tới bước này các bạn ấm lưu là được rồi nè. Bây giờ các bạn muốn tùy chỉnh thì chỗ này là màu nền, màu vẽ là cái màu của cái mã này nè. Thì đây nó đang màu đen, ví dụ mình chỉnh màu đỏ đi thì mình lít ra thì nó sẽ lót cho mình nè thành màu đỏ. Ok đó, hoặc là mình thích màu vàng, màu xanh gì đó, tùy vào sở thích mỗi người. Nếu như nhà bạn có máy in màu thì các bạn in ra thì các bạn mới chỉnh màu. Còn nếu mà nhà bạn chỉ có máy in đen thôi thì cứ để mặc định đen đi, tại vì dù chỉnh màu kiểu gì thì nó cũng in ra màu đen thôi. Còn cái màu nền này thì đương nhiên là cái màu nền bên ngoài rồi. Ai thích thì đặt, không thích thì thôi. Chỗ này thì mình khuyên các bạn để mặc định gì cho nó dễ nhìn. Rồi, cái phần thiết kế này á, thì nó sẽ cho phép mình tinh chỉnh lại cái hình dạng của cái QR. Ví dụ mình không thích cái ô mà vuông vuông hộp hộp thế này nữa thì mình có thể đổi. Ở đây là nét vẽ là những cái họa tiết bên trong cái QR, còn cái đường viền điểm đánh dấu với là ba cái ô vuông ở bên ở ba góc nè, còn cái này là cái tâm là cái hình ở trong cái ô vuông đó. Rồi, mình minh họa thế này thôi ha. Rồi tiếp theo là cái phần là màu, thì ở đây cho phép mình chỉnh màu trong nữa, còn nếu không để mặc định cũng được. Cái phần logo nè, mình muốn cho người ta biết cái mã QR này, mã QR về cái nội dung gì thì mình thêm cái logo. Thì ở đây nó có cái biểu tượng Wi-Fi nè. Rồi, mình click vô cái Wi-Fi nè, nó sẽ ra cái Wi-Fi như thế này. Ở đây nó có cái tùy chọn là xóa nền đằng sau logo. Thì hiện tại cái biểu tượng Wi-Fi này nó đang đè lên cái phần mã QR. Nhưng mình muốn cho nó thẩm mỹ hơn thì mình xóa cái này á, thì cái phần mã QR phía sau nó được xóa bớt. Rồi cái kích thước này thì tùy thuộc là mình chỉnh thôi, bao nhiêu phần trăm nó mình thích lớn nhỏ. Mình canh sao cho nó cân đối với ba cái nút xung quanh nè. Đó, ví dụ như vậy. Ở đây nó có cái thanh trượt nè. Ở dưới nó có phần trăm nè, ví dụ mình để là 80% đi. Đây, ví dụ 80%. Ok, mình thấy 80% là nó khá cân đối với ba cái nút ở ba góc. Rồi cái phần khung để dành cho các bạn mà sử dụng trên điện thoại nè. Rồi, bạn chọn qua những cái này nè. Đó, nó sẽ có phần cái viền bên xung quanh. Ở đây các bạn chỉnh được cái nội dung mà bạn muốn người ta nhìn vô biết cái này là gì. Ví dụ ở đây mình thay vì nó mặc định là scan me đi thì mình sẽ đổi thành là quét để kết nối Wi-Fi. Rồi, mình chỉnh phông chữ này nó sẽ không có bị lỗi về cái gõ tiếng Việt. Đó. Hoặc là mình có thể gõ hoa hết cũng được, hoặc là để gì cũng được. Đó, kích thước văn bản nè, màu khung bây giờ mình thích màu đen, mình chỉnh màu khác. Với trường hợp là mình có máy in màu nha, còn nếu các bạn không máy in màu thì bạn khỏi chỉnh phần này cũng được.
Rồi kích thước văn bản là bạn để nhiêu phần trăm đó, 60%, 50% hoặc để 100% đi cũng được, 100% là nó cũng cân đối rồi. Rồi hoặc là bạn không để này, bạn để cái tên wifi vô, ví dụ như là nha khoa tính Việt nè, đấy, ví dụ vậy. Nãy mình đang làm trên là nha khoa tính Việt à, là wifi nha khoa tính Việt. Rồi cuối cùng là phần tùy chọn nè, còn kích thước nè, thì mình khuyên các bạn á là cái chỗ này á, các bạn cứ để lớn nhất có thể là kích thước 800 nè, còn ở đây là chất lượng là tốt nhất nè, để cho cái hình mình nó có độ nét ok nhất. Rồi ở đây mình chỉ cần bấm lưu thôi, à nó có lưu cái kiểu nè, đây là PNG, đó là cái file hình, rồi PDF hoặc là SVG, hoặc là bấm in trên đây trực tiếp đây cũng được, bấm in đây thì nó gọi cái giao diện in luôn. Ở đây mình có thể chỉnh là in cỡ nào, A4, A3, A5 gì đó, thì các bạn có thể chỉnh, ví dụ bên đây mình chỉnh về A5 nè. Đó, rồi các bạn scale lại tỷ lệ nè, mặc định đó, bao nhiêu phần trăm đó. Đó, hoặc là các bạn không, các bạn có thể lưu thành cái file hình cũng được, đang ví dụ PNG bấm vô lưu, nó sẽ tải về cho mình cái hình. Thì bây giờ mình mở cái hình này lên đó, như vậy là xong. Như vậy là mình có thể dùng cái mã này các bạn in ra, đem ra tiệm Decal in cũng được, hoặc là in bên máy in nhà cũng được, in xong rồi lấy băng keo hoặc là lấy chai hồ chai keo đó dán lên tường, dán lên cái chỗ nào mà khách hàng ra vô đó. Thì cách quét đó thì nó cũng rất là đơn giản, thì đối với iPhone đó thì các bạn cứ bảo trực tiếp trên cái điện camera, và các cái điện thoại Android á thì cũng vậy, ví dụ Android 10, Android 11 á, mấy con Android mà đời mới á, thì trong cái phần mà ứng dụng máy ảnh mặc định của máy nó đã tích hợp sẵn cái tính năng là quét mã QR rồi, thì các bạn chỉ cần mở camera, các bạn quét cái mã này thì nó sẽ hỏi là bạn có muốn kết nối vào cái tên wifi này hay không. Đấy, thì bấm đồng ý một phát tự động nó vô, thì có nghĩa là cái điện thoại mình nó sẽ nhận được cái dữ liệu là cái mật khẩu trong chứa trong cái mã QR này, mình không cần phải nhập lại. Thì bây giờ cái mật khẩu mình cho dù mình đặt khó thế nào, mình đặt sao thăng chấm phẩy gì đó hoặc là chữ hoa chữ thường gì đó, mình chỉ cần nhập đúng ở cái bước hồi nãy là những lần sau khách khách người ta đến, người ta chỉ cần quét thôi, chứ mình cũng không cần phải đọc mật khẩu cho người ta biết nữa. Thì cái cách này rất là hay, rất là tiện, rất là nhanh, giúp các bạn không bị lộ mật khẩu nè, rồi cách kết nối nhanh chóng nè, hiện đại nè, nó rất là chuyên nghiệp. Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn làm cái mã QR cho wifi dùng để kết nối wifi không cần nhập password. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like rồi bấm đăng ký kênh YouTube cho mình nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.